việc mà cái khả năng làm việc của các cơ quan nói chung và đặc biệt là của bộ máy tiêu hóa. Cho nên rất nhiều người già là cảm thấy mình chán ăn, và có những người già thì lại cảm thấy rằng là à bây giờ mình phải tận hưởng cuộc sống. Tức là nó đưa lại hai cái thái cực đều rất là khác nhau và đều đem lại, một người thì ăn quá nhiều và một người chán ăn thì ăn không đủ cái lượng, cho nên không đáp ứng được đầy đủ các cái nhu cầu, các cái chất dinh dưỡng. Vậy thì điều ấy đều đem lại một cái người thì bị giảm cân, mà đặc biệt là sau tuổi 50 thì mà chán ăn, giảm cân thì hay mất khối cơ, chứ không phải giảm mỡ đâu ạ. Bởi vì chúng ta giảm vận động, giảm nội tiết thì cái việc tích mỡ lại tăng lên. Nhưng mà chúng ta chán ăn, chúng ta không ăn đủ các cái chất dinh dưỡng cần thiết thì lại rất dễ dẫn đến mất khối cơ. Vì vậy chúng tôi rất là mong muốn đối với những người mà sau tuổi 50 mà cảm thấy mình bị chán ăn thì quý vị nên chú ý là trước hết là chúng ta phải cố gắng. Mình phải nói là nếu như chúng ta như là cái cây ấy, mà chế độ ăn uống thì là thức ăn đấy thì là nó là nước tưới, nó là phân bón, và chúng ta không có bón phân, không có nước tưới thì chắc chắn cái cây không thể xanh tốt được. Cho nên chúng ta phải xác định là ăn là một cái liệu pháp rất tốt cho sức khỏe, mà đấy là một liệu pháp không dùng thuốc sẽ rất là tuyệt vời. Chúng ta đừng đợi đến có bệnh rồi mới chữa, thì chúng ta phải xác định là ăn là một nhiệm vụ, ăn để cho chúng ta có sức khỏe tốt, để chúng ta sẽ cố gắng và ăn. Và bên cạnh đó, người sau tuổi 50 thì rất nhiều người mất răng. Mất răng thì cái việc mất răng thì khả năng ăn nhai sẽ kém đi, cho nên thường thích là ăn cơm chăn canh này, thường thích là ăn những cái đồ mềm như là các cái chất bột đường, thì dẫn đến cái sự mất cân đối trong chế độ dinh dưỡng. Cho nên chúng ta đối với những thực phẩm mà chúng ta thấy cần thiết như là việc cung cấp chất đạm thì chúng ta cần phải chọn những cái chất đạm có giá trị sinh học cao. Nhưng chất đạm ấy có thể đến từ sữa, chất đạm ấy có thể đến từ trứng, đặc biệt là lòng đỏ trứng, chất đạm ấy đến từ các loại hạt. Và nếu như chúng ta không có dinh dưỡng được đầy một cách đầy đủ thì chúng ta sẽ làm để răng chúng ta không nhai được, thì hạt để chúng ta xay ra thành tạm gọi là sữa hạt. Đối với người cao tuổi, đối với người mà sau tuổi 50, thế rồi là thịt thì chúng ta băm nhỏ, xay nhỏ, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được những cái sản phẩm có giá trị sinh học cao và vẫn cung cấp được đầy đủ chất đạm. Thứ hai nữa là người già thì thường là chỉ thích ăn cơm chăn canh thôi, nói là ăn nước rau là được rồi, mà không quan tâm đến việc mà đưa rau vào thì rất dễ làm cho chúng ta rất dễ bị táo bón. Thế thì tại sao chúng ta lại không nghĩ đến là việc cung cấp rau, nhưng chúng ta chế biến nó mềm hơn, đun nó nhừ hơn, cắt thái nó nhỏ hơn để nó phù hợp với khả năng ăn nhai cũng như là khả năng tiêu hóa của người già. Và đặc biệt đối với người già thì thường rất là ngại những cái món xào rán, và nhất là đối với người chán ăn thì điều ấy càng khó hơn. Thì chúng ta có thể là thậm chí không phải là xào rán, mà chúng ta có thể trộn salad, rồi chúng ta có thể là chế biến dưới những cái dạng ví dụ như là cơm, chúng ta có thể rang cơm để chúng ta có thể đưa chất béo vào. Bởi vì người già đôi khi chúng ta rất hay kiêng chất béo, nhưng tôi chỉ nói là chúng ta kiêng các chất béo xấu thôi, những chất béo động vật mà nhiều các chất béo bão hòa. Chứ còn việc cung cấp cholesterol đầy đủ cho cơ thể để cho một có một hệ tim mạch có sức khỏe tốt, để cho một trí não mình không hay quên mà trí nhớ vẫn tốt thì hoàn toàn là cần thiết. Thì chúng ta có thể lấy cholesterol ấy từ lòng đỏ trứng. Chúng ta đối với người sau tuổi 50, nếu không có những cái bệnh liên quan đến tim mạch, chúng ta có thể ăn là 2 cái lòng đỏ trứng trong một tuần. Nhưng nếu mà có bệnh tim mạch thì chúng ta chỉ ăn 1 cái lòng đỏ trứng thôi. Nhưng không nên là không ăn một tí nào lòng đỏ trứng trong suốt một thời gian dài. Bởi vì là do rối loạn mỡ máu hay là do bị tăng huyết áp mà chúng ta kiêng trứng thì điều ấy hoàn toàn không hợp lý. Và những chất béo tốt đấy chúng ta có thể lấy từ những cái dầu thực vật, đến từ các loại hạt để chúng ta cung cấp thêm một cái nguồn axit béo omega 6. Thì thực sự là chúng ta mới có thể giữ được sức khỏe cho trái tim, sức khỏe cho hệ tim mạch để phòng tránh đột quỵ. Chứ còn chúng ta kiêng toàn bộ chất béo là hoàn toàn sai lầm. Và chúng ta chỉ kiêng những cái chất béo xấu, chất béo chiên rán lâu, chất béo mà bão hòa. Thì ví dụ như là từ các cái loại bơ thực vật, hoặc là từ các cái dầu chúng ta chiên rán mà hơ lên lửa lâu, nhiệt độ cao, thì chúng ta rất cần phải chú ý, chứ không nên là đoạn tuyệt với chất béo. Và vấn đề thứ ba nữa